Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Báo Giao thông đưa tin, sau một ngày lao dốc, giá vàng trong nước sáng nay tăng tiếp cả đối với vàng SJC lẫn vàng nhẫn. Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 79 đến 81,02 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Vàng Doji Hà Nội niêm yết mức giá vàng ở mức 78,9 đến 80,9 triệu đồng một lượng, tăng 900.000 đồng một lượng chiều mua vào và 400.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Vàng nhẫn Doji 4 số 9 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 67,3 đến 69 triệu đồng một lượng, tăng 650.000 đồng một lượng cả hai chiều so với hôm qua. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78,5 đến 80,9 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 67,6 đến 68,9 triệu đồng một lượng. Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 78,8 đến 80,9 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 600.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn, vàng rồng Thăng Long tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 67,88 đến 69,38 triệu đồng một lượng mua bán. Sáng nay 14 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.175 USD một ounce, tăng mạnh 18 USD một ounce so với cùng giờ sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng chưa kể thuế phí, giá vàng thế giới rơi vào khoảng 64,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng bật tăng trở lại do được hỗ trợ từ đà suy yếu của đồng USD. Thời điểm 6 giờ 35 phút sáng nay, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,12% về mức 102.394 điểm. Điều này lại khiến các nhà đầu tư hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 bất chấp lạm phát tại Mỹ tăng cao. Nhiều nhà phân tích cho rằng ở vùng giá hiện tại, ngay cả khi không có áp lực giảm từ vấn đề lãi suất, giá vàng vẫn có thể đương đầu với sức ép giảm từ nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư. Theo ông Akash Doshi, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản Bắc Mỹ của công ty City Research, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ chuyển sang trạng thái tích lũy và có thể giữ ổn định ở ngưỡng khoảng 2.100 USD một ounce trước khi bứt phá qua mốc 2.200 USD một ounce vào cuối quý 2 năm nay. Sau đợt phục hồi vừa qua, giới chuyên gia tỏ ra lạc quan về kim loại màu vàng. Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Harbercorn của RJO Futures, hiện tại sẽ có hai kịch bản dành cho giới đầu cơ vàng giá lên. Nếu Fed cắt giảm lãi suất, vàng sẽ tăng vọt. Nếu kịch bản cắt giảm lãi suất không diễn ra, những lo ngại về lạm phát cũng có thể đẩy vàng lên cao hơn. Trong phiên giao dịch 12 tháng 3, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã giảm khoảng 20 đến 25 USD về mức 2.150 USD một ounce. Trong bối cảnh nhiều người lo ngại với dữ liệu CPI như vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến nửa cuối năm. Dù vậy, trên thực tế, thị trường đã đánh cược vào khả năng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 21 tháng 3 và trong tháng 5. Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6, do vậy đây không phải là điều quá bất ngờ. Bước điều chỉnh giảm khá khiêm tốn của giá vàng trên thị trường quốc tế đã cho thấy điều này. Tính tới ngày 13 tháng 3, chỉ báo từ thị trường theo tín hiệu từ công cụ CME Fed Watch cho thấy có 64,7% khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 12 tháng 6 với mức cắt giảm từ 25 đến 50 điểm phần trăm, thấp hơn đôi chút so với mức 68,7% ghi nhận hôm 6 tháng 3. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 21 tháng 3 lên tới 99%, còn khả năng không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 5 là 89,6%. Trong nửa cuối năm, Fed được dự báo sẽ vào chu kỳ giảm lãi suất và mặt hàng kim loại quý sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ. Vàng được dự báo sẽ lên mức 2.200 đến 2.400 USD một ounce trong năm 2024, tương đương 66,4 đến 72,5 triệu đồng một lượng. Nếu mức chênh với giá thế giới giả sử là 12 triệu đồng một lượng, thì giá vàng miếng SJC sẽ ở mức khoảng 78 đến 84 triệu đồng một lượng. Trước đó, trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước đã liên tục lao dốc do ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh vào hôm thứ Ba của giá vàng quốc tế. Áp lực giảm giá vàng trong nước còn đến lượng bán gia tăng do nhiều người nắm giữ vàng, lo ngại giá vàng đang bước vào một đợt điều chỉnh sau khi không ngừng lập kỷ lục thời gian gần đây. Giới kinh doanh vàng cho hay, ở mức đáy của ngày hôm qua,
giá vàng miếng giảm khoảng 1,8 triệu đồng một lượng so với ngày hôm trước và giá vàng nhẫn giảm tới 2,5 triệu đồng một lượng. Dù phục hồi sáng nay, giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn mức kỷ lục khoảng hơn 1 triệu đồng một lượng. Kỷ lục của giá vàng thế giới được thiết lập vào hôm thứ Ba tuần này, khi giá vàng miếng vượt 82 triệu đồng một lượng và giá vàng nhẫn vượt 71 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngày chốt ở mức 2.174,5 USD một ounce, tăng 15,9 USD một ounce, tương đương tăng hơn 0,7% so với đóng cửa phiên liền trước, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên ngày thứ Ba, giá vàng giao ngày giảm hơn 1,1%, lùi xa mốc kỷ lục gần 2.200 USD một ounce thiết lập vào đầu tuần. Giá vàng giao ngày tại thị trường châu Á lúc hơn 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, đứng ở mức 2.175,1 USD một ounce, tăng 0,6 USD một ounce so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 65,1 triệu đồng một lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 600.000 đồng một lượng so với sáng hôm qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,9 triệu đồng một lượng, từ chỗ cao hơn 17,4 triệu đồng một lượng vào sáng qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới tới gần 5 triệu đồng một lượng, từ chỗ cao hơn 5,9 triệu đồng một lượng vào sáng qua. Chênh lệch rút ngắn giữa giá vàng trong nước và thế giới phản ánh giá vàng trong nước đã giảm sâu hơn nhiều so với giá quốc tế trong phiên ngày hôm qua và chưa hồi phục đầy đủ vào sáng nay. Chuyên gia phân tích, giá vàng thế giới hồi phục khi đồng USD suy yếu vì nhà đầu tư sau một phiên bán tháo do sức ép từ dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo, dần vững tin trở lại rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ tháng 6 năm nay. Chỉ số đô la index chốt phiên với mức giảm 0,2%, còn gần 102,8 điểm. Trong vòng một tháng trở lại đây, chỉ số này đã giảm hơn 1,4%, theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Có thể thấy, USD giảm giá và kỳ vọng về việc Fed sắp giảm lãi suất là những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, giá kim loại quý này còn được đẩy lên bởi căng thẳng địa chính trị. Ngoài cuộc chiến tranh Israel-Hamas tiếp diễn ở dải Gaza, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng leo thang trong mấy ngày gần đây khi Ukraine liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine leo thang, các nước phương Tây sẽ bơm tiền nhiều hơn vào Ukraine. Hiện giá vàng về căn bản đang được thúc đẩy bởi yếu tố địa chính trị và gạt sang bên mối lo ngại về số liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng. Ông Habercorn nói thêm. Ông Ngô Thành Huấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Gia sản FIDT đưa ra phân tích, nhìn lại lịch sử thị trường vàng năm 2012 là đáy của suy thoái, giá vàng tăng lên mức 43 triệu đồng một lượng. Nhưng sau khi kinh tế ổn định, xu hướng hồi phục từ năm 2014, giá vàng tạo đáy ở vùng giá 36 triệu đồng một lượng. Đến năm 2019, giá vàng mới bật tăng trở lại mức giá 43 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu ai đó mua vàng vào năm 2012, thì phải giữ trong 7 năm mới quay lại được mức giá vốn. Chẳng hạn bỏ 300 triệu đồng mua vàng, sau 7 năm họ không thêm được xu nào. Theo ông Huấn, nếu nhìn vào câu chuyện hồi phục kinh tế, vào năm 2026, giá vàng bắt đầu chu kỳ giảm và đi ngang. Do đó, vị chuyên gia tài chính cho rằng không tăng mua vàng thời điểm này vì có thể đu đỉnh bất kỳ lúc nào trong chu kỳ lên tới 10 năm. Ông Huấn khuyến nghị, thời điểm này có thể giữ vàng nhưng không nên mua thêm. Trong danh mục đầu tư, vàng không nên chiếm quá 15% tỷ trọng. Sự biến động về chính trị, xung đột trên thế giới còn căng thẳng, giá vàng vẫn đang được ủng hộ. Cùng với đó, lãi suất đang quá thấp và sẽ duy trì trong thời gian dài. Kênh đầu tư chứng khoán chưa hút được dòng vốn lớn của đông người dân. Còn bất động sản đang nằm trong vùng suy thoái buộc người dân bỏ tiền mua vàng, do đó giá vàng khó giảm trong năm 2024, ông Huấn nhận định. Còn theo một chuyên gia tài chính khác, những lúc giá vàng lên cơn điên, bài học ngồi yên chứ đừng nhảy vào ôm không bao giờ là cũ. Nhận định về xu hướng giá vàng, vị chuyên gia tài chính cho rằng, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa có lộ trình giảm lãi suất thì giá vàng không thể giảm, vẫn neo ở mức cao, theo đó giá vàng trong nước sớm phá kỷ lục cũ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.